Sáng ngày 2 tháng 9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, hai cháu nhỏ bị thương nặng trong vụ cháy nhà tại thành phố Phan Thiết vào ngày 31 tháng 8 đã không qua khỏi. Như báo Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin, một căn nhà trên đường Hải Thượng Lãng Ông, thuộc xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết xảy ra cháy lớn, lửa bùng phát mạnh và phát ra tiếng nổ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng là anh Hát kịp chạy thoát ra ngoài, còn vợ và hai con nhỏ bị kẹt lại. Anh Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm đã lao vào căn nhà cháy để cứu ba mẹ con chị T, nhưng không may bị điện giật tử vong. Vụ cháy làm chị T và anh Đốn tử vong. Còn hai cháu nhỏ dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tận tình cứu chữa, kết hợp hội chẩn từ xa của Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hai cháu lần lượt tử vong ngày 1 tháng 9 và 2 tháng 9. Liên quan vụ việc, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với công dân hy sinh là anh Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988, là hàng xóm, ngụ thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, lao vào cứu ba người mắc kẹt thì bị điện giật tử vong.